Xin chào anh em, hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách cài đặt và sử dụng phần extension trong Photoshop Nó nằm ở Windows Extension Hiện tại các bạn thấy đây, đây chưa có một extension nào mình được cài vào Thì bây giờ mình sẽ cài extension, nó sẽ vào đây Trước khi mình cài đặt thì mình sẽ tắt phần mềm đi Thì bộ extension này á là mình sẽ đáo trên mạng về Người ta chia sẻ và mình đáo trên mạng về và nó xuất phát từ Trung Quốc. anh em ở Việt Nam người ta sẽ Việt hóa lại ở phía ngoài, chứ còn ở trong là của Trung Quốc. Đây. Phần à, trong này thì nó có rất nhiều. À đây là một đống attention. Đây gọi là phần mở rộng của Photoshop. Trước khi mình cài đặt phần attention này thì nó có một cái lỗi thì mình phải fix lỗi, fix lỗi này. Thì bạn nhấp đôi vào bàn cài đặt thôi. Đây hiện tại là mình cài đặt rồi nghe phải cài đặt cái này nó mới hiển thị bây giờ mình sẽ đưa vào theo đường dẫn attention để nó hiển thị bên photoshop thì giả sử bây giờ mình sử dụng thằng uh, DR5 chẳng hạn đi được không à extract rồi thử uh, thằng uh, DR4 việt họa này coi chắc giống nhau rồi thử phân ảnh sáng này coi chắc luôn Dây này ra ngay Rồi thêm thằng nào nữa đi à, Thằng photo blend này coi Cứ đưa vào sống cái nào không thích mình bỏ ra Không mình đưa vào quá nhiều nó sẽ nặng Được chưa Vậy bây giờ mình sẽ đi theo đường dẫn nào Đây đường dẫn này Thì ví dụ Windows Mình sẽ đi theo đường dẫn này Mac OS Thì mình sẽ đi theo đường dẫn này Mình thả vào trong này anh em có thể xem và làm theo rồi Mình sẽ copy 3 thư mục này 1, 2, 3 Copy Hoặc mình cắt luôn được này Cắt luôn được Vì mình còn ở đây Mình vào OC Mình sẽ vào Program File X86 Rồi mình vào Common File Adobe CEP Là CEP Attention và mình chỉ cần là pet vào đây Ok Anh em chọn lừa cái nào ok thì để lại không thì bỏ đi cho nó nhẹ Rồi Mình sẽ mở Photoshop lên Photoshop nào cũng được Mình mở lên Rồi mình sẽ kiểm tra ở trong Windows Attention Đây À hai cái này trung lập rồi Có nghĩa người ta đổi tên mà mình không biết Thì mình dùng một cái được rồi và một cái sự tính dấu này là của bàn nào đó có nick sự tính dấu là việt hóa lại bây giờ mình sẽ hướng dẫn sử dụng một trong những cái ở trong này thì những cái khác cũng tương tự ví dụ bạn open lên một cái hình nào đó cái hình này đi được chưa hình cô gái này đi mình sẽ chọn thêm một cái nữa attention sự tính dấu này này được chưa đây thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn sử dụng một trong những cái này nha thì ví dụ trong này, à, mình để dơ ra đây cho bạn thấy này ngay. à bà nói, làm trắng da, kích vào đây cái, thịt nó tự tạo cho mình một laser, người ta làm sẵn, nó chỉ là ác thôi. đó, nó sẽ tự tạo cho mình một à, lớp màu trắng như thế này. à mình sẽ thử một ánh sáng, anh sáng uh, Ray anh sáng này. nó sẽ chiều từ bên này qua này mình có thử rồi đó nó chiều từ sau này chiều tới này thì anh sáng ray người ta làm sẵn rồi thì anh em cứ đưa vào rất nhiều và muốn uh, uh, làm như thế nào cũng được tuyệt con này đó chạy tuyệt này đúng không thì cái này mình uh, không nói vì nó quá dễ rồi bây giờ mình nói phần giá chút xíu nghe thì mình vào ở đây có chữ mình giá này mình chỉ cách làm này khi mình kích vào cái thì bây giờ nó ra tiếng hoa không này kích vô đi đó thì nó sẽ tạo ra cho mình này rồi nó sẽ ra hình này thì mình sẽ kéo to ra có nghĩa là mình muốn làm khu vực nào nó sẽ làm khu vực đó rồi ok sau khi mình enter ở cái nó sẽ ra cho mình cái bờ ớt. rồi thì ở đây nó sẽ mặc định cho mình bờ ớt này được chưa và mình sẽ bôi lên trên này mình sẽ kết hợp ở bên này với à, cách làm truyền thống lâu nay ngay thì bây giờ mình làm cho bạn thấy này khi mình kéo ở chỗ này đây, bạn thấy nó mờ lại này đó nó làm cho cái giá mình mờ lại thì bạn có thể tăng cái này lên tăng lên cho nó 100 luôn cũng được rồi bạn thấy mình à, kéo này chỗ nào có mùn nó hoặc là những lần giá này đó nó sẽ làm đẹp cho bạn Chỗ nào mà quá bự thì kê đi Chút xíu mình tính sau Bây giờ mình cứ làm quá trước đi Đó bạn thấy nó Đó nó sẽ đẹp Đúng không? Nó sẽ à, à, Mình mang hơn khôi à, này rất nhiều Đó mình cho nhỏ cò, lớn co chứ đó mình chỉnh Chỗ nào mà nó không à, không mất được á, thì cứ để đó mình tính sau bây giờ mình làm những cái nhỏ nhỏ được nha đó mình làm những cái nhỏ nhỏ được đi bạn đừng cố gắng làm cho hết nha bạn cứ để vậy cái nào làm không được cứ để vậy cái nào làm được cứ làm vì mình sẽ kết hợp với truyền thống nữa chứ không phải cứ dựa vào nó không Rồi Vậy ví dụ mình nói ở à, như thế này ok đúng không Rồi bạn thấy là cũng khá ok rồi Thì bây giờ mình sẽ làm như sau Mình sẽ chỉnh tổng thể lại Bây giờ mình muốn Cho cái này lên một lớp tổng thể Thì bạn nhấn cho mình phím Internet Control Shift E Nó sẽ nhảy lên trên này một layer tổng thể Và nó vẫn giữ ở dưới bình thường Cho mình chỉnh sửa Được chưa Rồi Thì phần này Phần này mình sẽ chỉnh sửa thủ công thôi Đâu cần thiết phải là Cứ dùng một cái này hoài vậy Mình dùng cái này nữa patun nữa Đó ví dụ mình chọn cái này chẳng hạn Đúng không mình Kéo ra đây Phòng to lên nha Rồi mình chọn cái trên này nữa, mình kích vô đây đi đó. Bây giờ mình thấy nó hơi nhật nhạt thì mình sẽ cho nó mau mà lên tiếng à Cho nó đầm hơn tí Chỉnh mau cho nó đẹp hơn tí Thì anh em chọn color balance chẳng hạn đi đó rồi mình kéo qua tí đó cho nó đỏ lại tí được chưa hoặc là mình cho level tí đi cái này mình chỉnh thêm nha cho đầm lại tất cả nó được chưa rồi đầm lại tất cả xong rồi mình cân á thì mình sẽ cho nó tương phản tí Brand Contract ha đó rồi cái mối này à, mình cho nó chút xíu màu đỏ đi nghe rồi mình sẽ cho nó feather tí à, feather 10 đi mình tô nó cho màu đỏ nghe tạo một cái dơ mới này Mình sẽ cho nó blur tí nữa. gaussian blur. Và overlay nó qua trộn. Rồi mình sẽ giảm opacity lại tí thì nó sẽ đẹp thôi. Này, bạn thấy này. Đỏ hơn tí vẫn đẹp hơn chứ. Được không? Mình chỉnh lại chút xíu à. ok thì à, anh em mà muốn làm đẹp hơn thì anh em cho nó kỹ hơn tí cái này mình chủ yếu hướng dẫn cho anh em sử dụng cái này thôi còn đẹp và xấu thì mình phải cần có thời gian à trong lúc mình hướng dẫn thì nó không có nhiều thời gian lắm à bây giờ mình so sánh cái nha Rồi bây giờ mình so sánh tỷ này Đó thì anh em thấy cũng kết quả không để nổi quá tệ à, Anh em cố gắng làm từ từ và khắc phục các cái lỗi mà mình còn thiếu sót trong này nha Rồi xin chào anh em Cảm ơn anh em đã theo dõi